Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào mà muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789. 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện can cali at gmail.com thẩm mỹ viện can nam cali at gmail com để biết thêm chi tiết cảm ơn thẩm mỹ viện can nam cali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước vào phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta đầu tiên hết là các quốc gia âu châu đồng ý là sẽ có thêm lệnh cấm vận nhắm vào belarus đồng minh của nga các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý sẽ có thêm những cái lệnh cấm vận mới nhắm vào mục tiêu của Belarus trong việc mà họ đã ra thân cận với Nga và hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Một trong những chủ tịch của EU là phía Bỉ đã đưa ra loan báo vào ngày thứ Tư và cái cấm vận này là gia tăng cái sự cứng đắng của chúng tôi đối với cuộc chiến của nga xâm lăng tại ukraine bao gồm luôn cuộc chiến chống lại tình trạng trốn tránh lệnh cấm vận chủ tịch của quỹ hội âu châu là nước mỹ đã cho biết trên bàn platform x kể từ mà khi mà nga có cuộc xâm lăng được xây là toàn diện với ukraine thì liên hiệp âu châu đã nhắm vào nền kinh tế của nước nga trong đó bao gồm các viện nghiên cứu các viên chức à, có liên hệ tới chiến tranh với hàng loạt các cái lệnh cấm vận và trong cái à, dự thảo này thì nga đã làm việc để tìm cách tránh tất cả những cái lệnh cấm vận của âu châu và nga cũng như belarus được xem là một trong những à, quốc gia đang bị cứng rắn và bị đối phó bởi các viên chức của liên hiệp âu châu belarus đã không còn là một cái à, người được xem là có thể tránh được lệnh cấm vận của chúng tôi khi mà chúng tôi nhắm vào nga Chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu là bà Ursula von der Leyen đã phát biểu trên trang Platform X và bà lên tiếng hoan nghênh cái thỏa thuận mới này. Belarus được xem là quốc gia đã bị cô lập sau khi mà họ dập tắt cuộc biểu tình của phe đối lập từ cuộc bầu cử năm 2020 được Âu Châu mô tả là có tình trạng gian lận và đã bị cấm vận sau khi mà họ nói rằng là phía của Belarus đã ủng hộ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một nhà ngoại giao của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong một khách sạn tại thủ đô Kiev của Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã được phát hiện thiệt mạng ở trong một cái uh khách sạn tại Kiev theo tường trình của giới truyền thông địa phương cho biết. Theo tường trình của Stana Yue cho biết thì thi hài của nhân viên tòa đại sứ này đã được phát hiện vào ngày thứ ba ở khách sạn Hilton tại Kiev. Ngày hôm qua lúc 11 giờ sáng thì thi hài của một trong những nhân viên của tòa đại sứ được phát hiện trong cái phòng ở hotel không có dấu hiệu bạo động được tìm thấy trên thi thể. Và hiện nay, người đàn ông này đã đến Ukraine từ ngày 15 tây tháng 6, theo nguồn tin đã nói với lại Sana Yue, một cơ quan truyền thông tại tại ukraine cho biết và theo tường trình của các dữ liệu về y tế cung cấp bởi đại tòa đại sứ hoa kỳ thì ông này đã bị qua đời vì bị hai cholesterol tức là bị cao máu theo nguồn tin cho biết và giới chức của Ukraine cũng không cho biết nhiều. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Matthew Miller đã xác nhận cái chết này trong ngày thứ tư. Tôi rất là ghét để mang cái tin này lên. Tuy nhiên tôi biết đôi lúc có những cái thuyết âm mưu nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và điều mà chúng tôi hiểu được hiện nay là ông đã qua đời trong một cái tư thế tự nhiên, có nghĩa là không có dấu hiệu nào là có những cái động cơ khác liên quan tới cái chết của ông này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Do Thái sẽ xây dựng một cái super computer để tiếp tục là theo đuổi cái việc chạy cạnh tranh trong cái vấn đề trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu bản tin từ jerusalem cho biết tháng tới thì do thái sẽ bắt đầu phát động một việc thành lập cái nơi được xem là có cái hệ thống super computer để chắc chắn rằng quốc gia này vẫn nằm trong vai trò lãnh đạo trong việc phát triển về trí tuệ à, nhân tạo và cái kỹ thuật của nó gọi là ai lãnh đạo của cái cơ quan đặc trách về vấn đề à, cải tổ của do thái đã cho biết vào ngày thứ hai à, thứ tư và phát biểu trong một cái hội nghị về ai à, cho Ping là một trong những người lãnh đạo của cơ quan này cho biết là hiện nay AI được xem là một trong những cái rất thân thiện với kỹ nghệ kỹ thuật của do thái và có thể trở thành một cái khả năng kỹ thuật tân tiến và do thái đang dẫn đầu trong vấn đề này ông ta chỉ cho ra cho biết là chính quyền đã đồng ý số tiền lên tới 250 triệu mỹ kim cho cái chương trình phát triển AI của quốc gia và đã được đồng ý bởi chính phủ và kỹ nghệ này vào khoảng 60% sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm 2024 và sẽ hoàn tất vào năm 2027 với số tiền cung cấp được cao hơn và các cái chương mục về kỹ thuật chiếm 20% trong nền kinh tế của do thái và quốc gia này được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu về kỹ thuật của tân tiến của thế giới trên thế giới và bin đã chỉ ra cho thấy là có tới 9.000 công ty startup và có tới 2.200 người đã sử dụng AI tại và do Thái và trong đó ở gần như là chiếm hết 3 một phần 3 việc phát triển AI trên toàn thế giới. Đây được xem là một trong những cái tham vọng của do Thái vẫn tiếp tục duy trì cái vị trí lãnh đạo về phát triển AI trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty SpaceX của nhà tỷ phú Elon Musk đã nhận được 843 triệu Mỹ Kim để giúp cho phía của cơ quan NASA đưa trạm không gian vũ trụ trở lại trái đất và tiêu hủy. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan NASA trong ngày thứ tư nói rằng họ đã trao một cái uh, hợp đồng trị giá 843 triệu mỹ kim cho công ty SpaceX của nhà tỷ phú Elon Musk để xây dựng một chiếc xe mà trong đó có thể đẩy cái trạm không gian quốc tế gọi tắt là ISS ở bên ngoài không gian vũ trụ vào cái bầu khí quyển của trái đất mà trong đó họ dự tính là sẽ phá hủy cái trạm không gian vũ trụ này xung quanh ở năm 2030 bản tin cho biết và trước đây thì cái công việc này nguyên thủy là giao cho phía các nhà khoa học gia của Nga và dưới cái hợp đồng mới của NASA thì công ty SpaceX sẽ, sẽ phải xây dựng một cái mà cơ quan không gian vũ trụ này gọi là một cái Big và Hiko là của Hoa Kỳ và trong đó sẽ có một cái trách nhiệm an toàn để đưa cái khơi trạm không gian quốc tế ISS trở lại trái đất và sẽ phá hủy nó trong năm 2030 sau khi nó được về hưu và trạm không gian quốc tế này được mô tả là sẽ có lớn bằng một cái một cái làm nghiên cứu này sẽ lớn bằng một cái sân football và trong đó sẽ trước đây đã từng là được hợp tác giữa Hoa Kỳ và Nga Tuy nhiên thì nó vẫn được tiếp tục với lại chính quyền của Hoa Kỳ hiện nay và Nga đã chấm dứt cái tình trạng hợp tác với Hoa Kỳ sau 23 năm và cơ quan NASA cho biết là họ sẽ làm việc để có thể đưa cái Vậy thì xin lỗi quý vị cái trạm không gian quốc tế này về lại trái đất sau khi mà nó được về hưu Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay 79 người đã biểu tình ủng hộ Palestine trong trường đại học ở Texas đã bị hủy đã được hủy bỏ cái cáo buộc đối với họ Gần 80 người đã can tội hình sự là xâm nhập tài sản một cách bất hợp pháp từ cái phong trào biểu tình ủng hộ Palestine tại trường đại học University of Texas đã được uh, xóa bỏ các án cáo tôi cả buộc đối với họ một công tố viên đã đưa ra ngày thứ tư và đây là uh, việc hủy bỏ mới nhất nhắm vào những người biểu tình đã bị bắt giữ trong các khuôn viên trường đại học trên toàn Hoa Kỳ trong mùa xuân năm nay Dalia Gaza được xem là một thành viên của đảng chủ và là một uh, uh, À, biện lý của quận Travis County à, thuộc đảng dân chủ à, cho biết là 79 người này à, đã được à, không có bị truy tố sau khi mà họ đã bị à, à bắt giữ sau cuộc biểu tình ngày 29 tây tháng 4 và bà này cho biết là các cái vụ án này gần như là vẫn đã bị đình trệ và Gaza cho biết là văn phòng của bà sẽ không đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu pháp lý khi mà truy tố. Bà ta cho biết là sự thật thì đang duyệt xét những người biểu tình về cái quyền tự do ngôn luận của họ có bị vi phạm hay không và các công tố viên đã thiếu bằng chứng để tìm cách kết tội do đó đành phải xóa bỏ cái án à, truy tố đối với 7, 79 người trong đó gần như là những người này đã xông vào một cách bất hợp pháp và chiếm giữ cái khuôn viên trường học Texas để mà biểu tình ủng hộ cho Palestine. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới một số những công tố viên thuộc đảng Dân Chủ đã tìm cách chăm trước hoặc là xóa bỏ không truy tố đối với những người đã vi phạm luật pháp và đã vi phạm tội hình sự khi mà họ can dự cái tội gọi là trespassing, tức là xâm nhập một cách bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Hạ viện đã bỏ phiếu để giảm cái tiền lương của ông Mayorkas là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa các thành viên của đảng cộng hòa tại hạ viện đã chấp thuận một cái dự luật vào ngày thứ tư, trong đó nghiêm cấm sử dụng tiền trong ngân quỹ dành cho bộ an ninh nội địa để trả lương cho ông bộ trưởng là ông Alexandro Maiocas và việc tu chính này à, trong cái phân bố ngân sách của bộ an ninh nội địa cho tài khoá năm 2025 dẫn đầu bởi dân biểu Andy Bish à, trong đó để ra à, không để cho bất kỳ một đồng tiền nào cung cấp cho bộ an ninh nội địa mà chi ra tiền lương cho ông Maiocas, Alejandro người đã bị đầu đàn hạch vào đầu năm nay đã không xứng đáng nhận được bất kỳ một đồng nào hay một xe nào từ tiền thuế của người dân. Ông biết đã viết trên trang Platform như trên và Hạ viện vốn đã bỏ phiếu đàn hạch với ông Mayukat vào tháng 2. Tuy nhiên, thì Thượng viện đã bác bỏ cái article này vào hồi tháng 4 và cuộc bỏ phiếu để mà tu chính cái bản dự thảo về phân bố ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa đã được thông qua với 193 phiếu thuận, 173 phiếu chống và hầu hết đều bỏ phiếu theo lời đảng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, không những là Mayocas mà ngay cả Jack Smith, công tố viên đặc biệt đang truy tố ông Trump đã trở thành mục tiêu của cái dự luật ngân sách của Hạ viện đưa ra. Bản tin mới nhất cho biết thì các thành viên của Đảng Cộng hòa đang đàm phán để ngăn chặn tình trạng mà cung cấp ngân quỹ cho công tố viên đặc biệt là Jack Smith trong cái tài khóa của năm tới trong Bộ Tư pháp. Tuy nhiên thì các đồng minh của cựu tổng thống Trump đang dự tính là sẽ thúc đẩy một cái cuộc bỏ phiếu và hoàn tất cái bản dự thảo này. Ít nhất là có ba thành viên của Đảng Cộng hòa lên tiếng và nói rằng họ cần tu chính trong cái À, quy, quy tắc và cái uh, phân bố gọi là à, Science, gọi tắt là CJS trong đó là sẽ ngăn chặn tất cả những nguồn ngân quỹ cung cấp cho ông công tố viên đặc biệt trong chính quyền liên bang trong lúc mà ông ta truy tố ông Trump và dân biểu Andrew Clyde của đảng cộng hòa tại Georgia một thành viên nằm trong quỹ ban phân bố ngân sách của Hạ viện cho biết ông rất bất mãn khi mà cái chính sách của ông nhắm vào mục tiêu của công tố viên đang đã đàn áp ông Trump đã không nằm trong cái bản văn bản này và ông nói rằng ông đề nghị là phải tu chính trước khi mà có cái tiến trình bỏ phiếu. Và hiện nay chúng tôi đã có một cái quỹ ban trên toàn Hạ viện đặc trách về phân bố ngân sách vào tháng tới. Và trong đó thì tôi sẽ tu chính và nghiêm cấm sử dụng tiền thuế của người dân để cung cấp ngân quỹ do việc truy tố đối với ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử năm 2024. Và cái dự luật này sẽ tác hại đến cái trường hợp của bà Fannie Willis, Alvin Pratt và Chuck Smith. Họ đều tất cả đều nhận ngân quỹ của chính quyền điện bang đó là lời phát biểu của ông đưa ra và một nguồn tin chỉ biết thì bà Marjorie taylor green một trong những đồng minh thân cận của ông trump tại hạ viện đã nói với đài truyền hình fox news là bà muốn rằng phải có sự tu chính này trước khi mà nó được đưa ra trên sàn Hạ viện. Và đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất của các đồng minh của cựu Tổng thống Trump ở tại Hạ viện khi mà họ bắt đầu soạn ra cái ngân sách cho tài khóa của năm tới trong quỹ ban phân bố ngân sách của Quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Chủ tịch Hạ viện cam kết là sẽ khởi kiện Bộ Tư pháp để lấy cho được cái đoạn audio mà ông Robert Hurt đã thẩm vấn với Joe Biden. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết là Ủy ban Tư pháp của Hạ viện đang dự tính sẽ có một đơn kiện buộc ông Merrick Garland Bộ trưởng Tư pháp là phải chuyển giao đoạn audio mà ông công tố viên độc lập Robert Hur đã phỏng vấn với Joe Biden. Bộ Tư pháp trước đó đã gửi qua cho quốc hội cái văn bản của cuộc thẩm vấn này. Tuy nhiên, Hạ viện đã bỏ phiếu buộc ông Merrick về tội khinh thường của quốc hội sau khi mà ông ta từ chối chuyển giao cái đoạn audio này à, bởi bởi Bộ Tư pháp và ông ta nói rằng là cái đoạn audio này ông ta không chuyển giao bởi vì đã có một cái sắc lệnh hành pháp đặc quyền của bên Joe đưa ra và chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện vào tuần tới nhắm vào Bộ Tư pháp để thực hiện cái trách hậu của chúng tôi chúng tôi sẽ ra tòa và chúng tôi sẽ thực hiện điều này chúng tôi sẽ tranh đấu để lấy được cái đoạn audio này ông Garland đã từ chối chuyển giao đoạn audio này bởi vì ông Biden đã ký xác lệnh đặt đặt quyền hành pháp của ông ta và tòa bạch ốc cho rằng là phía đảng hòa muốn có cái đoạn audio này cho những mục tiêu và lý do về chính trị trong khi đó thì một biến chuyển khác cho biết là một trong những à, dân biểu có quyền lực tại Hạ Viện đe dọa là sẽ đưa ông Merrick Garland vào tù nếu như mà cái ông ta vẫn tiếp tục không chuyển giao cái đoạn audio này và vẫn can cái tội gọi là khinh thường của quốc hội Nữ dân biểu Anna Polina Luna của Đảng Cộng Hòa tại Florida lên tiếng cảnh cáo ông Merrick Garland là có thể sẽ bị đưa vào trà sở câu lưu nếu như ông không chuyển giao cái đoạn audio mà ông Robert hết đã thẩm vấn với lại ông Tổng thống Chubin cho phía của quốc hội cùng với với chín thành viên khác của đảng cộng hòa trong đó bao gồm luôn các thành viên của freedom caucus à, gần như là có thêm một số thành viên ôn hòa bà luna trong ngày thứ tư loan báo trong cuộc họp báo là ông galan sẽ vẫn còn thời gian để mà giao nộp tất cả những cái đoạn audio này cho cái theo cái trác hầu của quốc hội và nếu như ông ta không làm chúng tôi sẽ thúc đẩy việc kêu gọi một cái motion và trong đó là sẽ đưa vào sáng ngày thứ sáu nếu như ông ta không tuân thủ và nếu cái motion này thành công thì các thành viên của đảng hòa sẽ trực tiếp dưới quyền của chủ tịch Mike Johnson và kêu gọi cái nhân viên gọi là Searching at arms tức là một cái nhân viên công lực của bên quốc hội họ có thể có quyền bắt giữ ông Merrick Garland để đưa vào sở côlu và tôi đồng thời nói rõ rất là rõ ràng và điều này là sự chọn lựa của ông galan một lần nữa không ai đứng trên luật pháp và nếu ông ta chọn đi trên cái hướng này thì chúng tôi sẽ làm điều đó bà đã cho biết như trên và hiện nay thì đây là điều quan trọng đối với chúng tôi và là trong vai trò quốc hội là chúng tôi có khả năng đã điều tra và buộc chịu trách nhiệm cũng như giám sát cái công việc của chính phủ đây được xem là lời đe dọa mới nhất của bà luna đã đưa ra sau khi mà ông mà, mà... Merrick Garland đã tìm cách gọi là tránh né và không giao cái đoạn audio trong đó có cuộc phỏng vấn của ông Robert Hurt đối với lại ông Joe Biden. Đây được xem là một áp lực khá mạnh mẽ của nữ dân biểu Anna Polona uh, Luna, vốn là một đồng minh thân cận của ông Trump và trên cái bản họp báo bà để ra bà để cái hàng chữ là what Garland hiding, tức là ông Garland đã che giấu điều gì? Đó là một trong những cái tin tức liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và. <laughs> và được xem là một trong những bản tin hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Ông Trump đang tranh cử tại Hoa Kỳ và tất cả những gì xảy ra tại Hoa Kỳ thì không có liên quan gì tới quốc gia khác. Tuy nhiên, tên tuổi của ông Trump đã trở thành tâm điểm cho một cuộc tranh cử ở một quốc gia khác, đó là cuộc tranh cử tại Iran. Bản tin mới nhất cho biết ông đã trở thành tâm điểm cho cái chiến dịch tranh cử ở tại Iran, trong đó 6 ứng cử viên ở tại Iran đang tìm cách gọi là chọn ra ai là người có đủ bản lãnh để đối đầu với ông Trump một khi ông quay trở lại tòa Bạch Ốc và hãy chờ và xem quý vị xem những gì đã xảy ra khi mà Trump trở lại tòa Bạch Ốc đó là lời phát biểu của một ứng cử viên là một giáo sĩ có tên gọi là Mostafa Vua Mohammadi đã phát biểu trong cuộc tranh luận trên đài truyền hình và chúng ta sẵn sàng phải sẵn sàng trong tư thế đàm phán trong khi đó thì một ứng cử viên khác là thị trưởng của thành phố Tehran có tên gọi là Ali Reza Zakani đã lên tiếng cáo buộc những ứng cử viên khác là không đủ khả năng để mà đối đầu với lại ông Trump nếu mà họ là trở thành tổng thống của Iran. Hiện nay thì Iran đang có cái cuộc thăm dò để chọn cái người tổng thống của họ và điều này gần như là họ đã tranh luận khá nhiều không phải là vấn đề đối đầu với lại những quốc gia khác hay là vấn đề kinh tế hay vấn đề nội địa mà trong đó Tâm điểm của cuộc tranh cãi này và các ứng cử viên đã đưa ra quan điểm của mình làm cách nào đối phó khi mà Donald Trump trở lại trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những các chuyện khá lạ xảy ra khi mà tên tuổi của ông Trump đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong cuộc bầu cử ở một quốc gia khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc tiểu bang Arkansas là Griffin đã khởi kiện một trang mạng buôn bán online của Trung Quốc có tên là Temu bản tin mới nhất cho biết thì thống xin lỗi quý vị bộ trưởng tư pháp thì đúng hơn bộ trưởng tư pháp của tiểu bang arkansas là tim griffin đã chính thức đệ đơn kiện nhắm vào một trang app shopping của trung quốc trong đó vi phạm vào cái luật về gọi là lừa gạt và trong đó bao gồm luôn cả những cái luật liên quan tới hồ sơ cá nhân theo văn phòng của bộ tư pháp của tiểu bang này đã đưa ra và Temu không những là một cái thị trường online giống như Amazon hay Walmart và họ đã đánh cắp tất cả những dữ liệu và bán trên online và cuối cùng là họ đã sử dụng tất cả những dữ liệu của người dân. Griffin đã đưa ra bản statement và chỉ ra cho thấy à, uh, được xem là một trong những uh, cán bộ và được điều hành bởi những cán bộ cao cấp trong quần máy của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia tăng dấu hiệu về đe dọa tới an ninh quốc gia của chúng ta và kể cả công dân của chúng ta trong đơn kiện này được đệ trình lên cái tòa à, cao cấp ở tại Clapham à, county cáo buộc rằng thơmun đã được quyết, đã được thiết kế để mà tìm cách gọi là không giới hạn xâm nhập vào cái hệ thống phone của người dân Hoa Kỳ, trong đó bao gồm luôn cái việc mà người sử dụng có thể sử dụng camera, những cái uh, danh sách tiếp xúc, những cái tag mặt xác và kể cả một số những cái application khác và trong đó họ đã dường, dường như là tìm cách tránh né và vượt qua cái dự luật bảo vệ, cái đạo luật bảo vệ về quyền tư ẩn và trong đó thơ môn được xem là một công cụ khá đặc lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rất nhiều những công ty của Trung Quốc đã uh, về pháp lý đã được yêu cầu là phải chia sẻ những dữ liệu mà họ có từ khách hàng của họ với lại phía đảng cộng sản trung quốc và điều này có nghĩa là những dữ liệu này sẽ nằm trong tay của piolé theo tường trình của bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang arkansas cho biết như trên đây được xem là một trong những cái đơn kiện đầu tiên nhắm vào trang mạng online của trung quốc là trang Temu đang quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội tại hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, Ngũ Giác Đài nói rằng các binh sĩ Nam Hàn sẽ trở thành một bia đỡ đạn nếu như mà họ được gửi tới cứu trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết, linh binh sĩ của Bắc Hàn nếu mà được gửi tới cứu trợ cho lực lượng quân sự của Nga xâm lăng Ukraine sẽ trở thành bia đỡ đạn. Đó là một trong những cái lời kết luận của Ngũ Giác Đài. Trong ngày thứ ba trong cuộc họp báo, khi mà các ký giả đã đặt câu hỏi với lại Phát công viên của Ngũ Giác Đại là tư lệnh Park Ryder, trong đó có dư luận cho rằng là Bắc Hàn đang gửi các binh sĩ công binh và kỹ sư của họ đi vào trong cái khu vực được xem là Nga chiếm đóng trên lãnh thổ của Ukraine. Ông Ryder đã không có tranh luận về khả năng lực lượng quân sự của Bắc Hàn sẽ có mặt ở khu vực này. Tuy nhiên, ông nói rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đang nhìn và đang theo dõi chuyện này. Tôi nghĩ rằng nếu như mà có lực lượng binh sĩ của Bắc Hàn có mặt tại đây thì nó sẽ làm câu hỏi của tôi là chọn lựa gửi binh sĩ của mình tới để làm bia đỡ đạn một cách cho cuộc chiến bất hợp pháp tại Ukraine hay không. Ông Ryder đã cho biết như trên. Trong khi đó thì một đài truyền hình của Nam Hàn có tên gọi là Chosun là một trong những đài truyền hình đầu tiên báo cáo rằng Bắc Hàn có thể đang có dự tính là gửi các kỹ sư công binh ở trong lực lượng quân sự của họ tới khu vực chiếm đóng ở tại Ukraine và theo tường trình của giới chức Nam Hàn chỉ ra đầu tháng này, <laughs> Nga đã ký kết một cái hiệp ước với lại phía Bắc Hàn, trong đó hai quốc gia này sẽ bảo vệ lẫn nhau nếu một trong hai quốc gia bị tấn công bởi các kẻ thù mà không trì hoãn như thế nào. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Nga cũng như của Bắc Hàn ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đã giới hạn sinh viên Trung Quốc và chỉ ra cho thấy cái lý do về lo ngại an ninh bản tin mới nhất cho biết là có thêm nhiều sinh viên của trung quốc đã bị ngăn chặn không được tới hoa kỳ để mà theo học bởi vì tình trạng đe dọa tới an ninh quốc gia một giới chức ngoại giao hàng đầu của hoa kỳ cho biết tôi có thể nói rằng là có thể có một số những sinh viên của trung quốc tới hoa kỳ để ta theo học theo cái chương trình về xã hội khoa học hoặc là về con người và nó không nằm ở trong cái dự tính của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là Kurt Campbell trong lúc mà ông nói chuyện ở một cái hội đồng đặc trách về chính sách đối ngoại, một tổ chức chiến lược vào ngày 24 tây tháng 6. Và ông Campbell cho biết các trường đại học Hoa Kỳ hiện nay dường như là đã bắt đầu giới hạn rất nhiều các sinh viên của Trung Quốc để tiếp cận những kỹ thuật được xem là nhạy cảm của Hoa Kỳ và trong đó các trường đại học của Hoa Kỳ đã duyệt xét rất cẩn thận mỗi một hồ sơ sinh học từ các sinh viên của Trung Quốc và dường như họ đa số đều từ chối khi họ thấy lá đơn xin của các du học sinh từ bên ngoài vào nước Mỹ mà đến từ Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái thực tế mà ông Campbell đã đưa ra và nói rằng hiện nay với chính sách cứng rắn của chính quyền Joe Biden và trong đó đã là khiến cho các trường học phải duyệt xét lại việc có nên hay không nên nhận thêm sinh viên của Trung Quốc. Và theo bản báo cáo từ phía của Hoa Kỳ, thì số lượng của sinh viên Trung Quốc đến Hoa Kỳ từ năm 2019 tới năm 2020 là khoảng 372.000 người. Tuy nhiên, nó đã giảm đi khoảng còn 290.000 người từ tài khoá của năm 2022 và 2023 theo tin cho biết và hiện nay con số này có thể giảm hơn sau khi một số những trường học đã thay đổi chính sách và họ từ chối nhận các sinh viên ở Trung Quốc bởi vì họ e ngại rằng sẽ vi phạm vào các cái luật lệ mới của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm kiếm thuê mướn những phi công của khối Tây Phương để chuẩn bị cho cuộc chiến với Đài Loan. Một số viên chức về quân sự và chuyên gia quân sự của Đài Loan cho biết như trên. Tổ chức Five Eyes tức là liên minh tình báo của năm quốc gia Tây phương hiện nay đang đối phó với tình trạng các phi công của họ đang bị chiêu dụ để huấn luyện cho lực lượng quân sự của Trung Quốc ở trong cái lĩnh vực của ngành không quân và kể cả hải quân và các chuyên gia nói rằng đây là điều then chốt mà Bắc Kinh có thể khả năng có khả năng tấn công đảo quốc Đài Loan. Trong ngày 5 tây tháng 6 thì trong một cái hội nghị để phản gián về tình báo cũng như trung tâm về an ninh gọi tắt là TNCSC, à, trong đó thì đại diện của tổ chức Five Eyes gồm có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Úc và New Zealand đã đưa ra một cái lời cảnh báo về tình trạng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách thuê mướn các giới chức quân sự của khối Tây phương để huấn luyện cho binh sĩ của họ và việc này diễn ra khi mà lực lượng PLA đã tìm cách có những cái hành động gọi là chiêu mộ những giới quân sự và những nhân tài quân sự của Tây Phương để huấn luyện cho cái kỹ nghệ không quân của họ và sử dụng những công ty tư nhân trên toàn cầu để mà che giấu cái mối quan hệ của họ với lại PLA và tìm cách gọi là trả những cái mức lương rất nồng hậu để mà thuê mướn những người này. Theo tường trình của giám đốc NCSC là Michael Cassie cho biết như trên. và hành động này cho biết là Hoa Kỳ và các quốc gia tây phương đang chuẩn bị đối phó với tiềm năng mà phía Trung Quốc đang tìm cách chiêu mộ rất nhiều những phi công của ngoài quốc và trong đó họ chuẩn bị cho cuộc chiến nhắm vào đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của năm cơ quan tình báo thuộc tổ chức Five Eyes tức là tổ chức ngũ nhãn liên quan tới tình báo và trong đó các chuyên gia về quân sự cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sẽ sử dụng những cái lực lượng này thông qua những công ty tư nhân và có thể khuyến khích những người này tham gia vào cuộc tấn công vào đảo quốc Đài Loan nếu cần thiết. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye-bye.